Kiều Vinh Tuấn lên hương hậu chia tay, đổi style nam thần được lòng công chúng. Tình cũ Cát Phượng chỉ mới rục rực comeback. Nhìn lại năm 2022, Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng có lẽ là cặp đôi tan vỡ khiến khán giả tiếc nuối nhất. Họ chia tay trong ồn ào sau hơn 12 năm đồng hành, gắn bó từ sự nghiệp đến cuộc sống. Những tưởng tình yêu kéo dài hơn một thập kỷ sẽ có cái kết cổ tích, thế nhưng cuối cùng họ lại lựa chọn đường ai nấy đi, khiến cho khán giả hụt hẫng. Kể từ ngày công khai chuyện chia tay, cả cuộc sống lẫn sự nghiệp của Kiều Minh Tuấn đều có sự thay đổi. Anh không bận tâm hay để ý quá nhiều về chuyện yêu đương mà tập trung toàn bộ cho sự nghiệp nghệ thuật. Không những nhiệt tình tham gia các dự án điện ảnh, mà nam diễn viên còn trở thành một phần của game show hot nhất nửa cuối năm, Hai Ngày Một Đêm. Từ chỗ bị khán giả phàn nàn, ghét bỏ, Kiều Minh Tuấn chinh phục người xem bởi sự duyên dáng, hài hước, tình cảm, luôn là người anh ấm áp của cả team. Bình thường hay đóng vai giang hồ bậm trợn, gai góc là vậy, chứ không ngờ nam diễn viên Em Chưa 18 lại cực kỳ ngây thơ, vô tư và là một người cực kỳ hiền. Ngoài sự nghiệp thay đổi thì diện mạo của Kiều Minh Tuấn cũng là một thứ làm người ta phải bất ngờ. Anh bất ngờ tái xuất với hình ảnh chỉn chu, gọn gàng, tóc tai vất vất bảnh bao đậm chất Hàn Quốc. Nhiều người còn ví anh như Hun Bin hay Lee Min Ho Việt Nam bởi quá bảnh bao, điển trai. Không chỉ có làn da căng bóng, đánh mắt sắc sảo, tạo khối cho sống mũi cao vút, mặt thon gọn mà Kiều Minh Tuấn còn chọn phong cách tóc đậm chất idol xứ Hàn. Trang phục của anh cũng trẻ trung với áo tank top kết hợp cùng áo khoác denim và vòng cổ ngọc trai. Sở dĩ người hâm mộ phải bất ngờ trước diện mạo này của Kiều Minh Tuấn là vì trước đó Kiều Minh Tuấn xuất hiện ở đám cưới Diệu Nhi trong vai trò MC với mái tóc dài ra xuống vài tông, gương mặt khá gầy gò, lại còn để râu xồm xoàm. Nghe nói anh chàng đang nuôi tóc dài để đóng phim mới, nhưng mà style này vô tình đã khiến nam thần phòng vé được cộng thêm cả chục tuổi. Nhớ hồi đầu năm 2022 khi mới công khai chuyện chia tay, Kiều Minh Tuấn cũng có tạo hình cực kỳ điển trai, tóc tai vuốt vuốt bồng bềnh. Đã vậy, anh còn thường xuyên được stylist ưu ái chọn những set đồ thời thượng với sơ mi, vest lịch thiệp, chỉn chu. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Kiều Minh Tuấn được khen ngợi là như tài tử Hàn Quốc, khác hẳn với diện mạo của anh hồi còn mặn nồng với Cát Phượng. Tình cũ của nam diễn viên, nghệ sĩ Cát Phượng cũng đã có bước thăng hạng nhan sắc vượt bậc sau chia tay. Cô vừa gây sốt cõi mạng với bộ ảnh theo phong cách quyến rũ. Nữ diễn viên còn khẳng định cô sẽ trở về chính mình của 30 năm trước. Do đó, Cát Phượng không ngần ngại thử sức với những hình tượng trẻ trung như các cô gái tuổi đôi mươi. Cát Phượng chia sẻ, Cát chính thức quay lại là chính mình 30 năm trước, một xíu bụi đời, một xíu bất cần nhưng rất cần, một xíu sang chảnh tiềm ẩn xíu liệu đà. Cát sẽ trở lại thực hiện những dự án giang dở đang treo lủng lẳng. Cát chính thức quay lại sân khấu sau 5 năm Cát từ chối không nhận bất cứ gì. Bây giờ không có bất kỳ lý do nào làm Cát lui về sau sân khấu. Cát Phượng còn điểm qua hàng loạt giải thưởng và thành tích khủng của mình từ trước đến nay, rồi hài hước trải lòng rằng nếu các nhà sản xuất thấy Cát còn sử dụng được thì hãy nhớ đến cô. Sự cải thiện nhan sắc của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn là điều tích cực và đáng khen, chẳng những phù hợp với diện mạo mà còn giúp sự nghiệp của họ thăng hoa hơn. Nhưng nhiều khán giả lúc đó không nghĩ vậy, có không ít người cho rằng vì diện mạo lẫn sự nghiệp thăng hoa mà tính cách của nam diễn viên cũng đổi khác, thay lòng để rồi chia tay người đã gắn bó, nâng đỡ mình suốt hơn một thập kỷ. Dù sao đi nữa thì chuyện tan hợp của các cặp đôi là việc cá nhân của mỗi người. Dù đúng hay sai thì rõ ràng, khán giả cũng không nên can thiệp, bàn tán quá sâu. Một chuyện tình kéo dài tận 12 năm, từng trải qua nhiều thăng trầm lại chẳng có cái kết đẹp quả thực khiến ai nấy đều phải nuối tiếc. Song quan trọng là sau tất cả, Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đều đã có lựa chọn riêng, ai cũng thay đổi theo hướng tích cực. Nhờ đó mà không chỉ cuộc sống, sự nghiệp của họ cũng ngày một thăng hoa hơn. Tham gia bình chọn phim và diễn viên yêu thích tại Dan Movie and TV Beat, nhận ngay cơ hội gặp gỡ các nghệ sĩ tại hai đêm công bố kết quả. Truy cập website dianh.net/dmtv hoặc bình chọn trên các fanpage của chương trình. Thời gian bình chọn diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 2022. Vote online, show your style.